phụ nữ có ba kiểu ứng xử này đàn ông đổ đứa lừa đối với rất nhiều phụ nữ họ muốn được nam giới ưu ái vì thế họ sẽ bắt đầu từ ngoại hình thực hiện các loại chiêu thức khác nhau để nâng cao nhan sắc của mình tuy nhiên một khuôn mặt xinh đẹp một vóc dáng mỹ miều cuối cùng rồi cũng sẽ già đi vậy làm sao để có thể tiếp tục duy trì sức hút mạnh mẽ đối với đàn ông khi bạn già đi? Làm thế nào có thể khiến cho đàn ông thần hồn điên đảo đối với mình? Một, Có thể yếu thế một cách thích hợp Người với người có thể hòa hợp với nhau Điểm mấu chốt chính là biết cách nhường nhịn Cái gọi là nhường nhịn có thể được hiểu là một chiến lược thể hiện sự yếu thế Trong quá trình vợ chồng sống chung với nhau nếu người phụ nữ có thể học cách thể hiện sự yếu thế một cách hợp lý thì trong mối quan hệ này người đàn ông sẽ cảm thấy được tôn trọng mạnh mẽ bởi vậy người đàn ông sẽ có thái độ tốt hơn với người phụ nữ và mối quan hệ này sẽ càng hài hòa tốt đẹp phương uyên là một người phụ nữ rất độc lập trong công việc cô ấy là trụ cột của cả nhóm hầu hết mọi việc đều do cô quyết định tuy nhiên Công việc chỉ là công việc. Sau khi kết hôn, trong cuộc sống hôn nhân, Uyên không thể hiện bản tính mạnh mẽ của mình. Cô giống như con chim non nét mình vào người chồng. Đối với chồng là y thuận tuyệt đối. Mỗi ngày về đến nhà, cô đều lo toan việc nhà. Khi chồng về nhà, liền có thể được ăn những món ăn thơm ngon. Khi gặp chuyện đại sự, Uyên sẽ bày tỏ ý kiến nhưng cô sẽ để chồng có quyền đưa ra quyết định cuối cùng. Không thể không nói rằng Uyên rất giỏi đối nhân xử thế. Nói trắng ra chính là y quy cao. Cô biết cách tỏ ra yếu thế một cách thích hợp để người chồng cảm nhận được sự tôn trọng hoàn toàn. Sau khi người chồng cảm nhận được tôn trọng, anh ấy cũng rất biết cách đối đãi cư xử tốt hơn với vợ con. Có món gì ăn ngon, có chuyện gì vui gặp được chuyện gì, anh đều nguyện ý chia sẻ cùng vợ. Vậy nên, cho tới bây giờ, mối quan hệ gia đình của Phương Uyên đều rất hài hòa. Tuy nhiên, trên thực tế, một số phụ nữ có chút quyền lực, nhưng chỉ số EQ thật sự là thấp. Khi chung sống với chồng, họ vẫn đối chọi gai gắt, thể hiện tài năng và một mực không chịu nhượng bộ. Nếu như cãi nhau, họ luôn mong tranh phần thắng họ sẽ không tỏ ra yếu thế đối với chồng họ đã quen với cảm giác của bên chiến thắng nếu như trong một gia đình người chồng cũng mạnh mẽ như thế cũng không chịu nhượng bộ thì gia đình kiểu này rất dễ xảy ra vấn đề trong các vụ ly hôn phổ biến phần lớn nguyên nhân là do tính cách không hợp ở một mức độ nào đó là do đôi bên quá mạnh mẽ không ai chịu nhường ai vì vậy trong một gia đình khi một người phụ nữ có thể thể hiện sự yếu thế một cách thích hợp, người đàn ông cảm thấy được tôn trọng thì khả năng tan vỡ trong gia đình sẽ giảm đi rất nhiều. Hai. Biết cách bao dung. Trong cuộc sống hàng ngày, những xích mích mâu thuẫn nhỏ là không thể tránh khỏi. Là phụ nữ, nếu như có thể rộng lượng đối diện với những xích mích mâu thuẫn nhỏ này thì bất hòa trong gia đình sẽ không ngừng giảm bớt đây là trường hợp ở gia đình thục mẫn là nữ chủ nhân trong nhà thục mẫn rất biết bao dung đối với chồng cụ thể chồng của thục mẫn có rất nhiều khuyết điểm nhỏ mặc dù những khuyết điểm này không đến mức là xấu nhưng chúng có thể khiến mọi người cảm thấy khó chịu đối với vấn đề này thục mẫn thường sẽ thuyết phục chồng nhưng phần lớn thời gian cô sẽ chọn tha thứ bao dung theo lý giải của thục mẫn nếu như người nào đó không thể thay đổi khuyết điểm thì mình chỉ có thể thích ứng với chúng cần biết rằng vợ chồng sống với nhau thời gian chung đụng rất nhiều nếu như mình trường kỳ vì những chuyện nhỏ nhặt này mà nóng giận thì lâu ngày không chỉ hại thân mà thái độ của chồng đối với mình cũng sẽ nảy sinh vấn đề cho nên vì bản thân và gia đình này Thục Mẫn đã học cách bao dung. Tuy nhiên, trên thực tế, một số phụ nữ đối với hai từ bao dung lại tỏ ra khịch mũi coi thường. Trong mắt của họ không thể dung chứa nổi một hạt cát. Chỉ cần chồng làm sai một chút việc, họ sẽ một mực khó chịu đến cùng. Dần già, người chồng đối với việc vợ thường xuyên gây gắt sẽ sinh ra phiền chán. Mối quan hệ gia đình bắt đầu xuất hiện rạn nứt vậy nên để có thể luôn hấp dẫn trong ánh mắt chồng người phụ nữ biết cách bao dung thật sự rất cần thiết 3. giữ thể diện có câu nói rằng đàn ông đều rất sĩ diện trong một số việc dù phải hy sinh lợi ích họ cũng phải chiến đấu để giữ thể diện người chồng rất coi trọng thể diện là người vợ bạn nhất định phải lưu ý Hãy để chồng mình cảm thấy có thể diện. Đặc biệt trong quá trình giao tiếp với người ngoài, bạn không được để chồng mất mặt. Tuy nhiên, có không ít phụ nữ không hiểu điều này, khi cảm thấy không hài lòng về chồng ở điểm nào đó lại thường xuyên trút giận ra bên ngoài. Và thực tế là người phụ nữ trút được bầu cảm xúc nhưng lại làm mất hết thể diện của chồng. Kể từ đó, vợ là cái gai trong lòng anh ấy chỉ muốn nhổ bỏ đi cho đỡ khó chịu. Trên thực tế, trong hầu hết các vấn đề, là một người vợ, bạn có thể trao đổi riêng với chồng mình, không cần thiết phải đặt mọi thứ lên bàn để thảo luận. Bởi nhiều khi một trong hai bên của cuộc thảo luận và gánh chịu những bài học cay đắng về tổn thương cảm xúc. Và khi một người vợ trong mọi chuyện đều suy nghĩ cho chồng, cố gắng giữ thể diện cho chồng thì một người vợ như vậy khá là thông minh. Đàn ông rất thích kiểu người vợ biết giữ thể diện cho chồng, thế nên trong cuộc sống hàng ngày cũng sẽ dành cho vợ sự tôn trọng rất lớn. Để trở thành một người phụ nữ có sức hấp dẫn lâu dài và bền vững, hiểu được ba phương diện trên là rất mấu chút bởi trên thực tế, đàn ông đều thích phụ nữ hiền thục và đức hạnh. Trong cuộc sống dưới áp lực công việc vô cùng lớn, đàn ông mong khi về nhà sẽ cảm nhận được sự ấm áp dịu dàng. Nếu như các quý bà đều làm được điều này thì quý ông nào mà không yêu. Vậy, giữa đức và sắc, đàn ông nên chọn cái nào? 9 phần 10 đàn ông khi chọn vợ sẽ quan tâm tới ngoại hình đẹp hay xấu. Điều đầu tiên một người đàn ông thường cân nhắc khi chọn vợ là gì? Có lẽ, e rằng 9 phần 10 là về vấn đề ngoại hình đẹp hay xấu. Điều này có gì lạ không? Không hề, vì ngoại hình là ấn tượng, là cảm nhận đầu tiên của chúng ta về người khác khi chưa biết gì về đối phương. Đương nhiên, việc thật sự nên duyên với một người phụ nữ, không nghi ngờ gì, tư cách đạo đức là quan trọng hơn trí tuệ có thông minh hay không mới quan trọng hơn. Tại sao? Bởi vì một bông hoa dù đẹp đến đâu, vào một ngày nào đó sau khi ngắm nhìn nó hàng ngày, bà có thể sẽ không cảm nhận được nó nữa. Nói một cách khác, dù phụ nữ sinh ra xinh đẹp, hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng tính cách và phẩm hạnh không tốt, chắc chắn theo thời gian sẽ khiến cho người đàn ông của họ cảm thấy khó chịu lưu nghĩa khánh của nam triều đã kể một câu chuyện như vậy trong thế thuyết tân ngữ hiền viện có người đàn ông cứ phải cô vợ xấu xí sau khi hôn lễ xong anh ta thậm chí chẳng thèm vào động phòng mãi tức khi người bạn khuyên nhủ anh ta mới bước vào nhưng vợ anh thật sự quá xấu đến mức ngay khi nhìn thấy dung mạo của cô anh chỉ muốn vắt chân bỏ chạy vợ anh đoán rằng nếu lần này anh ta ra khỏi phòng thì sẽ không bao giờ quay lại nữa vì vậy cô ấy đã nắm lấy quần áo phía trước của anh ta và ngăn cản anh ta rời đi bất đắc dĩ không biết làm thế nào anh nói với cô phụ nữ có tứ đức cô có được bao nhiêu người vợ đáp em chỉ thiếu ngoại hình nhưng nam tử phải có cả trăm đức tính cao thượng anh có được bao nhiêu trong số đó anh chồng nói Tôi có tất cả trăm điều Người vợ lại nói Trong trăm phẩm hạnh Thì lấy đức làm hàng đầu Anh thích mỹ sắc Không coi trọng mỹ đức Làm sao anh có thể nói Mình có đủ cả trăm phẩm hạnh Ngay đến đây Người đàn ông lộ rõ vẻ xấu hổ Từ đó trở đi Đối đại với vợ tương kính như tân Nhân vật nam chính trong câu chuyện này là hứa doãn một quan viên nổi tiếng của Tào Ngụy trong thời Tam Quốc. Vợ ông họ Nguyễn được biết đến là Nguyễn Thị trong lịch sử. Họ đến với nhau như thế nào chúng tôi không rõ lắm. Có thể đó là sắp đặt của cha mẹ hai bên gia đình. Cha của Hứa Doãn là Hứa Cư là quan tới giáo úy Điển Nông, quận trưởng. Cha của Nguyễn Thị là vệ úy Nguyễn Cộng. Có thể nói hai bên môn đăng hộ đối gia đình hai bên có thể vì lý do chính trị mà sắp đặt cuộc hôn nhân này. Tuy nhiên, điều khiến hứa doãn không hài lòng nhất là ngoại hình của Nguyễn Thị quá khó coi. Nhưng điều anh không hiểu là Nguyễn Thị tuy xấu, nhưng lại là một người phụ nữ rất có nội hàm. Chỉ cần những gì cô nói với anh trong buồn tân hôn đã thể hiện trình độ, rất có trí tuệ. Vì vậy, cuối cùng đã khiến anh thay đổi ý định. Trên thực tế, Hứa Doãn đã được hưởng lợi rất lớn khi kết hôn với Nguyễn Thị. Anh đã nhận được lời khuyên và sự giúp đỡ của vợ nhiều lần trong cuộc sống sau này. Những điều này đã giúp anh tránh khỏi rất nhiều rắc rối. Ví dụ, khi Hứa Doãn đảm nhiệm chức quan lại bộ, rất nhiều quan chức được chọn đều là người cùng làng với anh. Vì vậy, Ngụy Minh Đế Tào Duệ đã sai người đến bắt anh. Nguyễn Thị đuổi theo ra cửa và khuyên nhủ một bậc quân vương khôn ngoan sáng suốt chỉ có thể thuyết phục bằng đạo lý không thể cầu xin dựa vào cảm tình vì vậy sau khi tới đại điện ngụy minh đế chất vấn hứa doãn anh đã trả lời khổng tử từng nói cần tiến cự những người mà bản thân biết những đồng hương của thần chính là những người thần hiểu bệ hạ có thể kiểm tra xem họ có đủ năng lực hay không nếu không đúng thì thần xin tự nguyện nhận tội sau khi kiểm tra tào duệ xác nhận rằng tất cả những người mà hứa doãn bổ nhiệm đều là những ứng cử viên phù hợp nên đã thả ông ta ra sau này khi tư mã ý nắm quyền hứa doãn bị bạn bè liên lụy chết trên đường đi đài vì rất đa nghi và để tránh những rắc rối sau này tư mã ý đã cử một viên quan tên là trung hội con trai của thư thánh trung diêu đến nhà hứa doãn để kiểm tra xem tài năng của hai con hứa doãn có xuất sắc không? Nếu có thì sẽ loại bỏ họ. Chính Nguyễn Thị cơ trí đã cảnh báo hai người con trai của mình. Tuy các con có phẩm đức tốt nhưng tài năng không lớn. Chỉ cần các con nói chuyện chân thành với Trung hội thì không có gì phải lo lắng cả. Cũng đừng quá bi thương. Trung hội không khóc thì các con cũng đừng khóc. Cũng có thể hỏi một chút về sự tình trong triều các con làm theo lời của người mẹ, cuối cùng quả nhiên may mắn thoát nạn. Ai cũng có lòng yêu cái đẹp, đó là bản năng của con người. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi tìm hiểu, hẹn hò, đều muốn người kia phải đẹp. Tuy nhiên, chuyện cưới vợ gã chồng có sự khác biệt. Sự khác biệt nằm ở chỗ, chúng ta có trở thành một gia đình với nhau và gắn bó lâu dài, thậm chí là trọn đời hay không. Nếu câu trả lời là có, thì sắc không quá quan trọng, bởi nhan sắc cũng sẽ phai theo năm tháng. Đó là quy luật tự nhiên, còn phẩm chất đạo đức của một người là điều rất khó thay đổi. Vì vậy, trong dân gian có câu, vợ xấu là báo vật trong gia đình. Vợ xấu này hẳn là người sẽ có phần trở ngại về ngoại hình, nhưng phẩm chất đạo đức không thua kém ai. Và cũng như Nguyễn Thị, không chỉ có đức hạnh mà là người cơ trí đương nhiên nên là sự lựa chọn tốt nhất của bậc nam nhi